phim có phim Nằm ngược mắt có phim. Sắp mặn không? Không quay đang chụp. Quay đang quay đang quay. Chụp ảnh hả anh? Ngồi đây đang chụp ảnh nè, ngồi đây đang chụp ảnh nè. Ngồi đây. Cô hát bài để ông nghe. Con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba, cả nhà cha đồng thương yêu nhau. Xa là nó làm đâu ra chơi. Hay quá, cứ ngồi lên để hát bài lộn cồng vồng thế nào, hay là cháu lên ba nào? Bắt đầu. Xin giới thiệu bạn Tuấn Nguyên sẽ ngồi lên hát bài cháu lên ba bắt đầu. Bắt đầu. Bắt đầu. Cháu lên ba. Cháu đi mẫu giáo. Tô xuân cháu đã hâm sắp mẹ. Mẹ đi rồi. Không khóc nhè. Ba thương con. Sáng này ghi được bao nhiêu lâu? Ba thương con. Chồng thương yêu nhau. Xa là nó, động đâu là tư. Hay quá. Bài gì nữa? Bài mẹ đi làm từ. Mẹ đi làm thôi. À bây bài gì nữa? Bài gì cô dạy á? Mẹ đi làm từ sáng sớm. Dậy thổi cơm. Đơm thịt cá. Em kề má. Đưa về, đưa cái chim ông chụp ảnh cái chim cái nào. Ông chụp ảnh cái chim như ông ấy nào. Nào. Xin giới thiệu bạn Tuấn Nguyên sẽ hát một bài nữa là bài gì hả? Bà còng nào. Bà còng. Ăn rau. Hay là một đoàn tàu bắt đầu. Một đoàn tàu nhỏ thế xíu. Ấy là chúng em người lái tàu. Là chúng lái tàu. Là chú lái tàu. Ai đó? Lặng là xuống xe. Lặng là xuống xe. Lặng là xuống xe. Xin nữa ông mở cho cháu xem coi. Cho hát đi để ông ghi lại. Xin ông mở cho coi. Kéo chim ra để ông ghi hình nào. Kéo chim ra. Kéo chim ra. Không mầm mầm. Vì sao? Không bao giờ đi chịu. Anh ta chỉ lợi dụng mà thôi. Giờ có nói gì á thì tôi cũng hoàn thành mà. Chụp bả. Chụp bả. Ha ha miệng ông coi nè. Đừng có bây giờ níu cái da này đúng không? Rồi lấy cái bờ da của tôi rồi khóc ra rồi tỉ tê rồi tỉ mũi áo của tôi nghe chưa? Rồi. Rồi, kéo chim ông coi nè, kéo chim ông coi nè. Không. Ồ, cái này quay được 4-5 phút không ạ? 5 phút rồi mà chưa hết này. Nhiều, cái này của bố lâu có mấy đi cơ mà. Rồi sao? Có cần tới đó không? Mấy đâu, 2 đi mà không biết đâu. Bà bán bò nước mà mới chắc.
Tối nay ảnh nha là để chia tay, để thuyết phục. Đúng nói đúng ra là mình quyết định chia tay cổ. Cho nên là cổ mới tha thiết. Tối nay sau cái việc trình diễn á, rồi cái hẹn mình mỗi đêm bị thương tối cuối cùng. Thôi cậu ăn cơm tối á. Quá là nhiều có tiền để mà cơm tối với cậu. Đang chứ ba. Nhưng mà cô ấy định mở bạc kinh cho muốn. Đang chả.